Chào các bác nhé, em lên sóng tiếp một con máy rửa bát Panasonic TM3 quá đẹp luôn. Một con máy đã vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, nhìn rất sáng đẹp. Cái dòng máy TM này các bác này, nó chiều cao là hai cánh nó mở xuống dưới nhé, nó chỉ cao có 60 phân thôi. Để đâu cũng được, tủ, âm tủ hay là trên mặt đá đều rất phù hợp. Con này nội thất rất là mới luôn các bác, rất là sạch sẽ này. TM3 nhé, nội thất sạch long lanh, may soi nhìn trông như mới, gần như là không dùng mấy, khoang rửa rất ít dùng luôn, chỉ còn rất là sạch sẽ các bạn này, rất là sạch sẽ luôn nhé. Đấy, quá ok luôn con máy TM3, và cái giá quá sạch. Các bác nào đang có nhu cầu mua máy rửa bát mình tranh thủ ạ. Thời đại giờ máy rửa bát nó quá rẻ rồi, mỗi nhà nên sắm cho nhà mình một chiếc ạ. Nó cũng thông dụng như cái máy giặt thôi các bác nhé, chứ không có gì là ghê gớm cả. Đấy, chị em phụ nữ rất là thích, các bác tặng mua, các bác đàn ông tặng mua cho mình một chiếc. Đấy, nhiều khi rất là muốn mua nhưng mà ngại chồng bảo là lười, hay là bố mẹ chồng. Đấy, còn các bác cứ mua về đi, chị em sẽ dùng rất là sướng luôn. Đặc biệt là rửa máy rửa bát này các bác siêu tiết kiệm điện nước nhé, ít hơn là mình rửa bằng tay nhiều đấy ạ. Mỗi lần rửa hết nửa số điện vào 11 lít nước thôi, rửa xong sấy khô diệt khuẩn. Đối với cái thời tiết của mình nóng ẩm và mùa đông, các bác ăn xong các bác ạ, các bác rửa xong sấy khô luôn nhé. Có chế độ sấy riêng biệt các bạn ạ, có chế độ chỉ sấy thôi ạ, có chuyển chế độ này. Đấy, chỉ sấy thôi, thay cho một cái chặn bát. Đấy, thời gian sấy các bác chọn bao nhiêu tùy, 30, 45, 60. Còn bình thường các bác cứ để cho em chế độ rửa tiêu chuẩn, để tiêu chuẩn rửa xong rồi sấy khô. Con TM3 quá đẹp luôn. Đấy, giá thành rất vừa phải các bác nhé, em bán 2,7 triệu, bảo hành 1 năm. CD máy con này là 0267 đời 2010. Các bác lưu ý là máy Nhật sử dụng điện 100V, cho nên các bác phải mua thêm một cái biến áp thì mới chạy được cho máy nhé. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, em bảo hành 1 năm, giao dịch thì các bác cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt. Chào các bác.